Dạ, kính thưa bà con cô bác, thì em về 2 tấn chanh giải cứu cho bà con nông dân ở các tỉnh miền Tây. Thì 2 tấn chanh này với giá cực kỳ rẻ và cực kỳ hữu nghị luôn, trái nào trái nấy to đùng. Và nước thì mọng ha. Chanh này thì chanh có loại là loại chanh có hạt nha. Đó. Thì một bịch như thế này là 10 kg, giá cực kỳ mềm, có gì mọi người lấy thì nhắn tin để em ship thôi. Mua bán 5 kg 10 kg gì cũng ship được.